Xin chào các bạn, tôi là Huân, đố câu thính câu Huân DQ với 15 câu lục và khoảng 4 năm tôi trực tiếp đánh cái trục dù. Thì tôi có một số những cái mẹo nhỏ để cho các cụ xử lý một số những vấn đề khi chúng ta câu dù. Thứ nhất là khi chúng ta câu dù nổi thì nó sẽ có độ nổi chỗ cao. Những cái dù nó có độ nổi cao, ví dụ như để dù Santiga, thì chúng ta sẽ có một số những cách khắc phục để cho nó hạn chế cái độ nổi của nó. Ngoài vấn đề neo ra thì nó vẫn nổi. Thứ hai là cái dù quá mềm như sợi tơ, những dù xịn nhưng nó mềm thì nó sẽ bị rất dễ bị rối khi chúng ta ném ra. Thì tôi sẽ hướng dẫn các cụ để khắc phục cái vấn đề đấy, để cho nó giảm cái độ rối khi chúng ta ném ra. Thứ hai nữa là cái dù chìm thì thường thường nó rất là nặng và nó thô, nó không nhỏ và nó không mịn như dù nổi. Nên bây giờ ta phải khắc phục cái độ mượt của nó, độ trơn của nó, để làm sao khi chúng ta ném được xa hơn và nó thoát hơn. Đó, thì sau đây tôi xin chia sẻ, trước mắt là tôi xin chia sẻ cách khắc phục cái dù để đó cho nó đỡ nổi quá. Tại vì chúng ta neo rồi mà nó cũng đỡ nổi quá nhiều. Thì tôi đã sử dụng là cái lá khoai lang đấy, chúng ta vỏ nát ra. Trước khi chúng ta vào dù thì chúng ta vỏ nát ra. Hoặc là trong trường hợp chúng ta ra câu nó bị nổi thì chúng ta tìm những con lá khoai lang chung quanh khu vực chúng ta câu đấy. Chúng ta vỏ nát và lấy bóp nó nhuyễn ra, xong bắt đầu kẹp vào cần, xong bắt đầu kẹp cái dù vào cái lá khoai lang vào cái khe như này, chúng ta kẹp chặt lại. Đó, chúng ta ôm chặt vào cái thanh cần luôn. Đó, chúng ta ôm chặt vào cái cần câu luôn, xong bắt đầu ta quấn. Đó, cứ thế ta quấn vào. Thì sau khi quấn xong thì mọi người hãy để khô, để ở trong máy để khoảng 10 phút đến 15 phút. Khi cho nó khô, nó hơi se dù rồi thì chúng ta câu thì nó mới hiệu quả. Còn nếu chúng ta ném ra ngay thì cái nước của cái rau muống ở cái khoai lang vào đây nó sẽ chảy mất. Đấy, và nó chưa bám vào dù thì lúc dù đấy nó sẽ chìm. Thì cách này cũng áp dụng cho những cái dù tơ mềm mà dễ bị rối, thì các bạn cũng làm như thế thì cái dù nó sẽ cứng hơn một chút. Đó, cái dù nó sẽ cứng hơn một chút. Thì đấy là cái cách khắc phục là cái dù nổi. Và để cho bền hơn thì sau quá trình câu khoảng độ 4 đến 5 buổi thì chúng ta xịt cái nước dưỡng dù này vào cái dù chúng ta sử dụng đó. Hoặc là chúng ta có thể ra vào cái máy khác thì chúng ta xịt cái nước dưỡng dù này vào cái một cái giờ giấy ăn nó bé như này chẳng hạn. Đấy, chúng ta xịt vào đây này, chúng ta cũng kẹp vào dù, chúng ta ra dù. Đó, thì nó sẽ bảo vệ dù chúng ta rất là bền. Đó, đấy là cách mà bảo dưỡng dù. Thì tất cả các dòng dù đều bảo dưỡng bằng cái này để nó đỡ bị ma sát quá lớn và nó làm sức dù. Thứ hai nữa là tôi muốn các bạn sử dụng cái dù chìm thì rất đơn giản. Cái dù chìm thì nó thô và nó có cái lớp hồ rất là dày. Nếu mọi người cứ để thế đánh thì thứ nhất là mọi người ném rất là nặng. Thứ hai nữa là độ bền nó sẽ rất là kém. Đó, thì khi ném nặng thì nó sẽ tạo ra ma sát ở trên hệ thống lô và các khoen trên cần. Để khắc phục cái đó thì các bạn lấy cho tôi khoảng độ 3 giọt dầu rửa bát. Đó, bạn rọ vào cái giấy bằng hai ngón tay này. Đó, xong các bạn cũng kẹp vào dù này. Đấy, kẹp thật chặt, xong bắt ôm vào cần. Xong các bạn bắt đầu vào máy. Đó, các bạn vào như thế xong thì cái dù nó rất là trơn và rất dễ sử dụng. Đấy là tôi chia sẻ một số những cái mẹo nhỏ để khi chúng ta câu dù và khắc phục những cái sự cố của dù. Còn một vấn đề nữa là cái dù bị rối thì chúng ta khi ném ra, chúng ta thu vào, chúng ta lúc nào phải để tải, cũng như là đầu cần phải cong, không được trường hợp là kéo vào giật vào trong nơi hạ đầu cần xuống cuốn, nó chỉ bị trùng một cái thì nó ném ra cái thứ hai nó sẽ bị rối dù. Đấy là những cách mà các bạn nên tránh khi mới sử dụng dù, nó sẽ gặp những sự cố như thế. Thì các bạn sẽ phải vứt bỏ những cuộn dù đấy đi, tôi đã từng gặp rồi. Tôi đã từng vứt bỏ những cuộn dù 1,7-1,8 khi cứ ném ra nó rối, không thể nào mà gỡ được. Đấy, thì các bạn mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh YouTube của Huân DQ và nhớ đừng quên bấm nút chuông để nhận được những cái chia sẻ về kinh nghiệm câu sớm nhất mà Huân DQ phát trong những ngày tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.